hôm nay chào người, hôm nay ra xe tại Yên Sở Hoài Đức. Nhưng anh nhìn cái bộ vành là khác nhau không? Đến cái trục bắt động cơ này. Nhưng mà có phải cái này đi là nó kiểu như hai nó lên lắc lắc. Ông đi chưa quen, bây giờ cho con đi lên cái con phi thẳng luôn. Nhớ úp cua là vẫn phải úp cua cẩn thận. Cua nó không có đấy. Không, con này có visa anh ạ. Con này có visa mà. Nó không. Xem cái đấy, cái chất liệu khung, kể cái cổ khung này nó cũng dày hơn. Cho nó xe cái tiền nó nhé. Xem làm sao nó ở đấy không? Rõ ràng. Rõ rồi, xem rồi. Đó. Đó. Xi nhan. Đấy là xi nhan. Còn cái lúc đèn đèn sáng ở đây đấy. Đấy, đèn sáng là một cái trên một cái dưới đấy. Lúc đi đấy. Đúng rồi, đấy là lúc đi đấy ạ. Và hai cái đầy đủ rồi. Trong giường mà. Đó. Đấy, tiền nào đâu, đèn định vị đấy. Không tắt được cái này à? Không tắt được. Cái gì nó tốn pin nhỉ? Không, không tốn bao tiền đâu. Sáng á. Vâng. Lúc nào định sáng? Không tốn. Nhưng mà nhìn nó đẹp, nó chất hơn cái con bóng li ti kia. Như SH à? Đấy, chắn bùn trước, chắn bùn ấy ấy. Chắn bùn nhựa ABS. Cái này là lúc mình... Khung này là khung dày này. Đấy, 3 yên. Đây cái là... Động cơ sau màu bạc này. Như cái này là kiểu là lúc mà mình đứng im là nó đạt cái gì? Dạ. Vâng ạ, đúng rồi, cái đấy là đứng im là nó không trôi được xe. Vâng. Cả hai bên mình đấy. Vâng. Đây cái thụt này nó là chính xác là thụt được đây này. Anh thụt hộ em Phan. Nó thụt được hoàn toàn luôn, nó không như con kia. Cái kia không thụt được ạ? Không thụt được. Bó phanh ẩn xuống. Đấy, nó là nó phải thụt được. Nó là nó phải có độ choái nhất định. Anh bên này là bên đây đằng trước à? Dạ. Cái đằng này là... Đằng sau ạ, cái đấy đằng sau. Cái vâng. Này là gắn cái gì đấy? Gắn 5 bình anh ạ. Hả? 5 bình, gắn dây 5 bình mà. Nghĩa là cái công tắc ở đây thôi gì?